Thưa quý vị và các bạn, trong phiên họp mới đây của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, khi cho ý kiến về dự thảo luật báo chí sửa đổi, một số đại biểu cho rằng hoạt động của trang tin điện tử, mạng xã hội cần được đưa vào trong luật báo chí sửa đổi lần này. Đã có nhiều ý kiến khác nhau xung quanh đề xuất trên, ghi nhận của phóng viên bản tin 10 phút cập nhật. Cả nước ta hiện nay có hàng chục triệu người dùng mạng xã hội, cùng hơn 1.600 trang tin điện tử đang hoạt động. Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết cho rằng, trang tin điện tử được sao chép lại nội dung từ báo chí chính thống. Như vậy, đây là hoạt động có tính chất báo chí và phải được quản lý bằng luật báo chí. Hơn nữa, việc đưa hoạt động của trang tin điện tử vào luật sẽ đảm bảo được quyền sở hữu trí tuệ của báo chí. Trên các trang tin điện tử thì người ta dẫn lại khá nhiều tin bài của báo chí. Có trường hợp thì người ta xin phép, có trường hợp không xin phép. Không xin phép như vậy là vi phạm luật sở hữu trí tuệ, tạo ra một cái cuộc cạnh tranh không công bằng giữa các trang tin điện tử này với báo chí. Bởi vì báo chí thì người ta phải đưa tin một cách rộng hơn. Thế còn trang tin điện tử thì người ta chỉ nhằm những cái tin nào mà có thể thu hút được sự chú ý của công chúng người ta đăng thôi. Còn nhà báo Mai Phan Lợi lại cho rằng, việc có đưa hoạt động của mạng xã hội và trang tin điện tử vào luật báo chí hay không phụ thuộc vào việc định nghĩa thế nào là luật báo chí. Xét theo cái định nghĩa báo chí của luật báo chí chúng ta hiện nay, từ trước đến nay thì blog cá nhân và mạng xã hội không phải là báo chí. Nhưng theo định nghĩa của quốc tế thì tất cả các thông tin mà được trao đổi như vậy đều mang tính báo chí. Nếu như giữ định nghĩa hiện tại thì đừng đưa nó vào. Bởi vì đưa nó vào thì đúng như mọi người nói là chúng ta công nhận blog là báo chí. Còn nếu như chúng ta tôn trọng cái định nghĩa của quốc tế thì đưa ra những cái điều khoản mang tính bắt buộc với tất cả những ai cung cấp thông tin dưới dạng báo chí rằng anh phải tuân thủ những chuẩn mực đạo đức cũng như quy định về mặt pháp lý. Nghị định 72 quy định rất rõ ràng. Đó là trang tin điện tử chỉ được phép trích dẫn nguyên văn những cái bài báo đã được đăng ở trên báo chí rồi. Do vậy thì theo tôi là không nên đưa trang tin điện tử vào trong quy định của luật báo chí. Tương tự như vậy với mạng xã hội. Mạng xã hội là cái trang cá nhân của người ta có quyền đưa những cái thông tin hình ảnh cá nhân. Do đó, cái việc mà đưa trang tin điện tử hay là mạng xã hội vào báo chí sẽ làm cho luật báo chí không còn trở thành luật báo chí nữa, mà luật báo chí lúc đấy nó sẽ trở thành một luật khác. Nhà báo Hồng Chuyên cũng cho rằng, nếu không đưa mạng xã hội và trang tin điện tử vào luật báo chí, thì có thể nghiên cứu nâng Nghị định 72 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng thành luật, hoặc cũng có thể vận dụng đến các luật khác như luật dân sự, các luật chuyên ngành, thậm chí là luật hình sự, để có quy định xử phạt đối với các hành vi sử dụng mạng xã hội, trang tin điện tử xâm phạm đến lợi ích của cộng đồng.